Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Thì hôm nay mình sẽ làm một video về hoạt động Tâm Ma Tuyệt Địa. Thì đây là một hoạt động Tâm Ma mới của game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Và theo mình cảm thấy á, thì cái Tâm Ma này sẽ giúp cho anh em dễ dàng lên được Bạch Kim, có nghĩa là dễ dàng lên đỉnh á. Thì tại vì mình thấy là cái hoạt động này chúng ta chỉ cần đi theo team và đồng đội chúng ta hỗ trợ qua lại lẫn nhau thật tốt. Nói chung là kỹ năng BK thì không cần kỹ năng BK quá cao như cái hoạt động tâm ma thường trước đây. Chỉ cần đồng đội hỗ trợ tốt với nhau và có một sự phải gọi là có một chút may mắn để chúng ta tìm được những cái tài nguyên mà để chúng ta tăng sức mạnh cho nhân vật của chúng ta. Nếu mà team của mình tìm được những tài nguyên tốt thì đội của chúng ta rất là mạnh. Thì nói chung là mình cảm thấy là đây là một cái hoạt động khá dễ dàng cho những anh em BK, gọi là BK chưa tốt hay là BK yếu đó. Rồi, thì bây giờ team của mình sẽ thấy hai bạn mình chọn là Nga Mi và Côn Lôn rồi. Chắc là mình sẽ chọn về Đào Hoa. Thì mình nghĩ là cần một cái Adam cho team thì sẽ giúp cho team mạnh mẽ hơn. Đây là cái bẫy ở bên phải nha, đừng ai mở nha. Không không có cái bẫy à. Tốt bên 12 luôn. Một lực quái nữa ha đi.
quái không chơi gì luôn. Bí kíp sơ nè, mập ơi. Xuống nha. Phải nó sắp đóng rồi. Dưới có người nè. Team mình mạnh mà. Chuẩn bị, nói chung là xuất hiện thôi.
bỏ chiếc khu 14 kìa, đi xuống dưới đi. Coi chừng trúng cô ấy nha. Trái, trái, trái. Lên trên, lên trên. Còn cái kỹ năng thân mà chưa xài nè. Cho cái đá hồi sinh đi. Rồi full dương rồi. Thôi mình về khu an toàn đi. Đây là cái bẫy ngay tại nhà, mọi người chú ý nha. Xuống kiếm tụi nó, sơi tụi nó. Chưa cho mình được chiếc tôm nữa trời. Rồi, video của mình đến đây là hết. Nếu cảm thấy video này hay và có ích cho các bạn thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh để tạo động lực cho mình làm những video mới trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.